và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Câu nói gây sốc của Trấn Thành trong lễ cưới Đông Nhi. Người ta hoài nghi có tình yêu 10 năm hay không, đến Hari Won 9 năm còn gãy cơ mà. Câu nói chia sẻ về thời hạn tình yêu của Trấn Thành đang thu hút sự chú ý. Từ 16 giờ chiều ngày 9 tháng 11 hôm nay, Đông Nhi ông Cao Thắng đã có mặt tại địa điểm tổ chức hôn lễ để đón tiếp 500 khách mời. Trong đó có 200 nghệ sĩ tới chung vui. Vì chỉ có một tiếng chụp hình kỷ niệm nên toàn bộ quan khách đều có mặt đúng giờ nhằm lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất bên cô dâu chú rể. Được biết, Trấn Thành chính MC trong đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng. Đặc biệt, nam MC còn gây chú ý khi chia sẻ tại buổi lễ. Người ta hoài nghi có tình yêu 10 năm hay không, đến Hari Won 9 năm còn gãy cơ mà. Trấn Thành là MC cho đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Anh chia sẻ khi nhiều người hoài nghi về thời hạn của tình yêu. Sau khi chụp hình cùng quan khách, Đông Nhi ông Cao Thắng đang chuẩn bị thay đồ để tiến vào giây phút hôn lễ được mong chờ nhất trong ngày. Trấn Thành chúc mừng Đông Nhi đã có một quyết định đúng đắn trong cuộc đời, cũng như cảm ơn vì đã cho một người một chuyến đi rất dễ thương. Anh thậm chí không ngần ngại nhắc lại chuyện tình cảm của vợ ngày trước. Người ta hoài nghi có tình yêu 10 năm hay không, đến Hari Won 9 năm còn gãy cơ mà. Chưa dừng lại ở đó, Trấn Thành tiếp tục chia sẻ ngày xưa từng có ý định cua Đông Nhi nhưng bất thành, khiến cô dâu chú rể và quan khách bật cười thích thú. Hari Won cũng gửi lời đến Đông Nhi ông Cao Thắng, cô cho biết mình sẽ không chúc hai người sống bên nhau trăm năm mà sẽ là sống bên nhau thật hạnh phúc. Sau phần phát biểu này, hai vợ chồng Trấn Thành cũng rơi nước mắt vì xúc động.